Có bao nhiêu tam giác trong hình dưới đây? À, đây là một trong những bài toán ở trong chương trình toán thi toán sắc mô, toán Singapore và châu Á ở chương trình môn toán tiểu học. Thì ở trong bài toán này, để đếm được số hình tam giác thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đếm số hình tam giác đơn. Đây, hình đơn. Thì ta đếm sẽ có bao nhiêu hình đơn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và đây là 16. Tiếp theo, chúng ta đếm xem có bao nhiêu hình ghép 4. Đó là ghép bởi 4 hình tam giác nhỏ lại. Hình 1, 2, 3, 4, kiểu như vậy. Đây là một hình, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình và một cái hình tam giác ngược này. 6, 7, 8 và 13. Đây là 7 hình. Như vậy là ghép 4 thì có 7 hình. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm xem có bao nhiêu hình ghép 9. Ghép 9 này thì ta có thấy ở đây. Tiếp theo ở đây 2 và hình này 3. Như vậy ghép 9 là có 3 hình. Tiếp theo là hình ghép 16. Đó là ghép 16 hình nhỏ lại với nhau, chính là hình tam giác to nhất này. Là một hình. Như vậy tổng số tam giác có trong hình trên là 16 cộng 7 cộng 3 cộng 1 bằng 27 hình. Bài toán đã được giải quyết xong. Các bạn thấy video này hữu ích hãy chia sẻ để lưu lại. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều bài học hay về môn toán. Toán tư duy Edison, chia sẻ kiến thức toán tiểu học.